Hello, xin Minh Toàn xin mến chào các bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại bãi biển của Hạ Long Bay. Và ngày hôm nay Minh Toàn xuống Hạ Long Bay để gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay đến quý bà con cô bác, giúp bà con cô bác hiểu thêm về Hạ Long Bay nói riêng cũng như là thành phố Hạ Long nói chung qua cái kênh của quý bà con cô bác đang xem. Và bây giờ thì Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác nhìn xa một chút nhé. Ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy một số cái như là ở cái cáp treo. Đấy, cái cáp treo của Hạ Long Bay. Đây quý bà con của bác ạ. Thì trên đấy là đang có hai cái cáp treo đang chạy. Đấy, và chạy từ Hòn Gai sang Bãi Cháy. Và ở bên phía trước mặt của chúng ta, đấy là bên Hòn Gai rồi. Và đây là cái con tàu mà tàu khách quốc tế khá là to về với Hạ Long Bay, chở du khách quốc tế về với Hạ Long Bay. Trước mặt chúng ta là một cái cây cột mà quý bà con cô bác Toàn không biết được là nó là cây cột gì, nhưng Minh Toàn đoán đấy là một cây cột để mà canh gác biển đấy. Còn mà xa trước mặt quý bà con cô bác đang nhìn thấy những cái ngọn núi xa là toàn bộ đây đấy là vịnh Hạ Long. Và mến thưa quý bà con cô bác, về với Hạ Long Bay đợt này thì quý bà con cô bác gặp những cái cảnh tượng mà đang xây dựng, ví dụ một số cái máy công trình rất là lớn, các cái cầu và các cái trục khoan đang xây dựng ở trên kia. Và như theo quan sát của Minh Toàn thì khách về với Hạ Long Bay đợt này thì không có mấy khách cả, rất là ít khách, được một số cái du khách của nước ngoài mà thôi quý bà con cô bác ạ. Bây giờ Minh Toàn sẽ đi một vòng Hạ Long Bay để gửi hình ảnh trong Hạ Long này đến quý bà con cô bác nhé. Minh Toàn sắp để dừng ở đây một chút. Minh Toàn sửa cái này cái đã. Rồi, ok. Nào, xin mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi một vòng Hạ Long Bay nhé. Như bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây thì đang săn lấp mặt bằng và sau này không biết là mọc lên những ngôi nhà như thế nào, mà mình còn nghĩ khá là chắc là sẽ khá là khang trang và rất là đẹp. Và trước mặt chúng ta là cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay quý bà con ạ. Đấy, khu những cái đường ống lớn đấy. Và cái tòa nhà xanh có cao đấy là khách sạn Mường Thanh của Quảng Ninh. Ở trong này còn cây cối còn rậm rạp lắm chứ bà con. Đấy, khu này là khu đang xây dựng rồi. Đấy, chắc là Minh Toàn sẽ đi ra phía mặt ngoài này. Ở trong này thì Minh Toàn sẽ tăng dừng để đôi cái mũ bảo hiểm. Bởi trời hôm nay cũng khá là nắng chứ bà con cô bác ạ. Rồi bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta đi đường này xem là có những gì. Đường ra đâu này
bà con cô bác nhìn thấy đang xây dựng rất là nhiều, nhưng mà đi về với Hạ Long thì vào mùa này rất là bụi, bụi lắm. Ôi, nhìn cái cảnh tương bụi mù như thế này thì chắc không ai dám về đến Hạ Long Bay luôn á. Cảng hành khách quốc tế của Hạ Long. Đây Minh Toàn xin chụp cái lại cái hình ảnh này, một cái hình ảnh mà đang xây dựng ở đây. Trong Hạ Long này có những cái chỗ mà làm đường ống rất là to như thế này các bác con ạ. Đường ống rất là to luôn. Và đường này đường đi ra rồi, mình toàn là xin quay lại ở vùng này để gửi hình ảnh đến các bác con các bác. Cảnh tượng này bụi lắm kìa bà con. Bà con cô bác nhìn thấy trong Hạ Long Bay bây giờ đang xây dựng như thế này, thì khi mà quý bà con cô bác đến Hạ Long Bay thì cũng chỉ là chơi ở cái trò chơi vui chơi giải trí thôi, còn đi mà đi tham quan ngắm cảnh thì thực sự là không nên. Tắm được nhưng mà đi bộ hơi xa ấy. Đi bộ phải hơn phải vài cây ấy, phải bộ ra đến được biển phải vài cây ấy. Nhưng mà gần hai cây nhưng mà nước ở đấy cũng ít người tắm á, nếu mà chỉ ra đấy tắm thì khó đi bộ thì gần đây thì không, chỉ đi thẳng dưới kia tắm nó sạch hơn, ở đấy khu này nó đang xây dựng, không đi tắt hơn cây gần đến hai cây thôi, thì khó đi bộ khoảng 10-15 phút nữa. Mình
Kính thưa quý bà con cô bác, ở trong này thì như quý bà con cô bác thấy, du khách mà đi xuống dưới bãi biển mà tắm thì sẽ có những xe điện, chứ còn nếu mà chúng ta đi bộ xuống thì hơi xa. Như Minh Toàn đấy thì là Minh Toàn đang đi bằng xe máy ở trong này. Đây, ở trong Hạ Long Bay thì quý bà con và bác nhìn thấy những cái bình để chứa rác thôi cũng rất là đẹp. Đây, một con gà trống này, trống vàng đây, rất là đẹp. Và đây là cái đường ra, nhưng mà Minh Toàn thì Minh Toàn không ra, Minh Toàn sẽ đi vòng đường này để gửi những hình ảnh bên trong Hạ Long Bay, thực tế về Hạ Long Bay gửi đến quý bà con cô bác. Cây xanh rất là nhiều, được trồng rất là nhiều. Cô ơi, cây đó là cây gì cô? Cây đấy hoa là màu tím tím ấy cô nhỉ? Ngày nào cũng phải cuốc chăm thế hả cô? Cái buổi nó như kiểu mà hóa 10 giờ ấy, chỉ nở một ngày thôi, biết trong thời điểm nào đấy thôi coi nhỉ. Cháu đi vào cháu tham quan vòng nhưng mà thấy đang xây dựng nhiều quá cô. Tức là khách quốc tế là đi thẳng vào đây luôn. Vào cầu cảng đằng sau đây luôn hả cô? Ở trong này thì thấy đang xây dựng nhiều. Biết là xây dựng như thế này thì từ giờ đến mùa hè đã xong, chắc chưa xong hết được đâu cô nhỉ? Trong này thì hình như là đi lại là có xe điện cô nhỉ? Trong này cây cối nhiều, cây xanh đẹp ấy cô nhỉ, trong này chú ít cây xanh nhiều. À cô ơi, vào trong cái khu vui chơi kia thì bao tiền một vé ạ? $50.000 một vé, còn bình thường là bao nhiêu ạ? À vâng.
Con cảm ơn cô nhé. Dạ, con chào cô ạ. Quý bà con các bác biết là vào mùa này thì không có khách, thì ở trong cái khu vui chơi này là khuyến mại là chỉ có 50.000 một người một vé thôi, nhưng mà vào mùa hè thì là mấy trăm nghìn một vé. Đây là cái khu vui chơi đấy. Đây mình toàn xin đi quay trở lại ở đây một chút.